Australia vừa cho ra mắt bộ đồng phục mới dành cho các vận động viên sẽ tham dự Thế vận hội Olympic 2016. Bộ đồng phục có chất liệu nhẹ, sử dụng vải sọc trắng xanh và có logo vàng gắn trên ngực áo. Là nhãn hàng tài trợ đồng phục cho tuyển Australia, Sportcraft đã đưa ra ý tưởng theo tên các huyền thoại đã từng giành được huy chương vàng tại Olympic để truyền cảm hứng thi đấu cho các vận động viên. Hơn 400 thành viên của đoàn vận động viên Australia sẽ mặc bộ đồng phục này khi diễu hành qua sân vận động Maracana ở Rio de Janeiro trong buổi lễ khai mạc Thế vận hội 2016.